Xin chào, tôi là Lan. Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước được sở hữu những chiếc xe ô tô của mình. Và ngày hôm nay, tôi đang tạo ra chính những chiếc xe ô tô cho riêng mình. Một ngày tháng 6, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, tôi như vỡ hòa khi nhận được tin trúng tuyển vào Epic Shopware, công ty phần mềm số 1 Việt Nam. Tôi đã trở thành một thành viên của đơn vị FGA IBI cùng hành trình theo đuổi giấc mơ ngày nào. FGA IBI là đơn vị phát triển hàng đầu các hệ thống thông tin giải trí trên ô tô tại Việt Nam. Sản phẩm và dịch vụ của IBI đang được triển khai rộng rãi trên các thương hiệu xe hơi hàng đầu trên thế giới như Toyota, Honda, Hyundai, Mazda và GM. Với quy mô lớn hơn 400 nhân viên, chúng tôi đã và đang tham gia vào rất nhiều những dự án triệu đô với team size hàng trăm người. Khi tham gia vào FGA IBI, các bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những công nghệ mới nhất, làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực ô tô như LG, Panasonic, Pioneer, Windiver, Mitsubishi, có cơ hội làm việc ở nhiều các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, có cơ hội phát triển, thăng tiến nhanh chóng theo cả hai định hướng kỹ thuật và quản lý. Tại IBI, chúng tôi đang phát triển hệ thống thông tin giải trí cho phép người dùng thưởng thức Rio, nhạc Rio thông qua các nhà cung cấp số trực tuyến hoặc thông qua kết nối với các thiết bị di động thông minh chạy Android hoặc iOS. Tại IBI, chúng tôi phát triển hệ thống thông tin xe Cluster cho phép người dùng xem và điều khiển các thông số của xe như tốc độ, lượng xăng, nhiệt độ và bản đồ. Tại IBI, chúng tôi đang phát triển các hệ thống telematic. Hệ thống telematic là một hệ thống kết hợp bởi nhiều các công nghệ khác nhau như công nghệ máy tính, công nghệ viễn thông và các công nghệ hiện đại như 3G, 4G hoặc là GPS định vị. Thì hệ thống telematic đang được sử dụng rộng rãi cho các ngành công nghiệp ô tô, đi kèm với các cái dịch vụ viễn thông như là hỗ trợ sự cố khẩn cấp cho xe, hỗ trợ hành trình cho xe và các cái dịch vụ hỗ trợ cho các cái dịch vụ lái xe tại khu vực đang lưu thông. Bạn thích làm việc tại khung cảnh đồng quê lãng mạn hay tại tòa nhà cao chọc trời của đô thị? Hãy cùng trải nghiệm những văn phòng làm việc đạt chuẩn quốc tế của FGA IBI. Tại tầng 32 của tòa nhà Kang Nam, đây là một trong những tòa nhà hiện đại cao nhất Đông Nam Á. Nhân viên FGA IBI luôn được trang bị các thiết bị tối tân nhất cũng như có không gian làm việc lý tưởng ở thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội 30 km, môi trường làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc có cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư với chất lượng cao, bể bơi, sân bóng, vườn hoa, phòng gym luôn đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí của nhân viên, thậm chí là cả khách sạn tiêu chuẩn 4 sao dành cho nhân viên nghỉ lại công ty. Tại IBI, tuy công việc nhiều khi cũng rất căng thẳng nhưng cuộc sống sau giờ làm của tôi vô cùng phong phú. Chúng tôi cùng bơi, cùng đá bóng, tập gym, tập nhảy, học tiếng Nhật, tiếng Anh và tham gia các hoạt động đồng hội ngoại khóa. Một ngày làm việc tại IBI là vô giá, bởi tôi luôn nhận được những bài học và cơ hội tuyệt vời. Chỉ sau 3 tháng, quản lý dự án hiện tại đã cho chúng tôi cơ hội trở thành team leader của nhóm 10 người, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Những khó khăn, những bài học tại IBI giúp tôi, cô gái sinh năm 95 trưởng thành từng ngày. Tôi có 25 tuổi ngày hôm nay đang lập trình hệ thống định vị cho những chiếc xe ô tô tân tiến hàng đầu thế giới. Hành trình tại App Store của tôi sẽ được viết tiếp bằng tình yêu dành cho IBI. Giấc mơ của bạn là gì? Hãy đến với FGA IBI của chúng tôi.